Bắt đầu. Một số bạn hỏi là tại sao mà mình dùng cái số 3 đúng không? Các bạn không thấy bong. Thực ra là khi mà các bạn để ý kỹ ấy, này, có thể là mắt thường mình nhìn không thấy đâu bạn, nhưng đặc biệt là buổi sáng hoặc buổi tối mà mình rửa mặt ấy, mà các bạn dùng cái sữa rửa mặt mà cái loại mà có bọt một tí ấy, thì các bạn dùng sau đó các bạn kỳ này nè, các bạn sẽ thấy là nó bong mùn rất là nhiều. Nó bong mùn mùn nếu kiểu là mình tẩy tế bào chết hoặc là giống như kiểu mình lâu ngày mình không tắm. Thì nói chung nguyên tắc của cái việc làm đẹp da hay việc để mình trắng da trị nám hay trị thâm các bạn, trị thâm mới là các bạn phải làm sao nó bong mùn mùn được da, đặc biệt là cái thâm đen. Thì hôm nay mình sẽ lấy một cái thâm đen này, ở trên mặt mình có một cái vết thâm đen. Vết thâm này là do hôm trước mình nặn một cái mụn này, thì bây giờ nó chuyển thành dạng thâm đen rồi. Cách đây khoảng tầm 5-7 ngày thì nó vẫn đang hơi đỏ đỏ, thì mình chưa có điều trị nữa, nhưng mà chuyển thành dạng thâm đen này. Thì mình có một cái mẹo này các bạn nhé, là các bạn sẽ lấy cho mình một cái bông ngoài tai và cái thuốc C3 này các bạn này, cái lọ C3 này. C3 này thì nó cũng giống như thành phần của H3 nhưng mà nồng độ nó cao hơn, nó cao hơn. Thì bạn sẽ lấy cái thuốc C3 này các bạn chấm vào đây, chấm vào bông ngoài tai này. Đó, các bạn gì? Tức là sao? Nguyên tắc của việc mà mình muốn mờ thâm á, là mình phải thường xuyên mình làm cho nó bong được cái bề mặt, thì nó sẽ nhanh mở cái vết thâm, và đồng thời mình bôi cái thuốc H5A hoặc là cái thuốc Zenix vào bên dưới đó, các bạn gì vào đây. Tức là ví dụ như bình thường cả cái mặt mình này là mình dùng chỉ là dùng H3 thôi, nhưng riêng cái phần này mình dùng cái C3 vào đó, cái vết thâm các bạn. Thì hôm sau các bạn sẽ thấy là cái phần này nó bong được nhiều hơn, nó bong được nhiều hơn, nó bong dày hơn, thì vết thâm nó sẽ mở nhanh hơn đó. Tuy nhiên thì các bạn đừng có lạm dụng nó quá, bởi vì nếu như các bạn mà như mình nói các bạn ấy, vết thâm nó sẽ có hai dạng đúng không, một là thâm đỏ, hai là thâm đen. Tức là cái thâm đỏ là nó biểu hiện của cái việc là cái da của mình nó chưa ổn định cái hệ mạch, cho nên nếu như mà lúc đó chúng ta lại dùng các cái dạng peel da, tẩy da thì nó càng làm cho tình trạng thâm đỏ nó nghiêm trọng hơn. Nhưng khi nó chuyển thành dạng thâm đen rồi á, tức là nó báo hiệu cho mình biết rằng là biểu bì nó ổn định rồi, thì đó mình điều chỉnh được là mình phải làm sao mình thường xuyên mình peel nó đi. Đó, thì ở đây mình có cái, đây là cái vết thâm cũ này của cái, đây là vết thâm cũ của nửa tháng trước, thì bây giờ nó gần như mờ hết, như thế này là mới này. Đó, đợt này mùa hè là mình ăn cái đồ cay nóng nhiều, hoặc là ăn cái các cái đồ thực phẩm ôn nhiệt như sầu riêng, vải thiều, mít. Thì thường các bạn hay bị lên cái mụn rải rác đúng không? Cái mụn này không phải do da đâu các bạn, cái mụn này là do cái cơ thể mình ăn các thực phẩm nó không đào thải hết qua gan được, thì thường bạn hay bị cái hiện tượng là để lại cái mụn. Thì cái mụn này hay để lại vết thâm đó, thì các bạn chấm vào, sau các bạn rửa đi, để nắp cái sau các bạn rửa đi. Thì hôm sau các bạn để ý là cái phần này của mình nó sẽ bong dày hơn các cái phần xung quanh. Đâu, các bạn để ý không? Là nếu như mà các bạn kỳ kỹ trên da mặt á, các bạn sẽ thấy được là da mình nó bong mùn. Đây là do mình dùng cái H3. Nhiều bạn cứ hỏi là tại sao nó không bong, hoặc là tại sao mà tay thì bong mà mặt thì không bong. Tay đơn giản nó bong vì sao? Vì cái lớp sừng của tay mình nó dày hơn, cho nên là cái khi mà cái enzyme này nó gặp á, thường nó sẽ làm cho cái lớp sừng của mình nó vỡ ra. Và khi vỡ ra thì nó sẽ bong nhiều hơn cái da mặt, bởi vì cái lớp da mặt mình này, cái lớp sừng nó mỏng hơn, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Đó, kỳ quá, đấy nó bong. Thì cái bong này là rất là tốt các bạn. Tốt tại vì sao? Bởi vì nó sẽ kích thích cho da của mình nhá, là nó mọc cái tế bào da mới để nó bù lại cái da cũ. Và nhiều bạn có thắc mắc là ở bong vậy mà bong nhiều quá như thế thì bong quanh năm như thế thì nó có làm da mình mỏng hay không? Thì thực ra thứ nhất đấy là mình chỉ cho nó bong trong một thời gian khoảng tầm vài tháng, sau đó thì mình quay trở lại mình dùng cái H3 là theo cái liều duy trì. Có nghĩa là ví dụ chẳng hạn như khi các bạn mờ nám được 70-80% rồi, đúng không, thì lúc đó các bạn chỉ dùng H3 một tuần một lần thôi, không cần phải dùng tăng liều nữa. Còn khi điều trị là mình mới tăng liều, chứ còn khi không điều trị nữa là mình không cần phải tăng liều nữa, mà lúc đó mình dùng liều duy trì đó. Và bong nhiều bạn đang nói dở là gì, là nhiều bạn bảo là bong nhiều như thế thì nó có làm mỏng da mặt mình không, các bạn không có lo.
Thì vốn dĩ là mình trong suốt bốn mươi mấy năm cuộc đời mình tắm rửa đến biết bao nhiêu lần nó bong cái da mình. Nếu như bong mà làm da mình nó mỏng đi thì có lẽ là bây giờ là mình lỗ hết chỉ máu ra rồi đúng không? Đó, cho nên là không chuyện bong làm da mỏng đi nhé. Mà làm cho tươi mới da, làm lỗ chân lông nhỏ lại và làm da mình lúc nào nó cũng căng mịn, nó bóng, nó khỏe. Đó. Nhiều bạn là rửa mặt bằng cách là dùng cái cảm tẩy trang hoặc là dùng cái xốp mút, hoặc nhiều bạn là dùng cái xịt khoáng, nhưng tóm lại là tùy. Còn cái nhân mình thì mình là nam giới nên đôi khi là thích cảm giác nó sảng khoái vì mình dùng cái enzyme đấy bạn, dùng cái thuốc này lên là mình cái da mặt mình nó nóng đúng không, dùng thuốc lên da mặt mình nó nóng thì mình phải dùng cái nước này mình rửa đi thì cảm giác nó sảng khoái hơn. Đó, vậy là hôm nay mình chia sẻ các bạn về cái mẹo chị Thâm nhé. Chị Thâm thì các bạn có thể là dùng cái C3, hoặc nếu như không có thuốc C3 này các bạn có thể dùng H3, và mình dùng cái bông mai tai mình di vào. Tức là tóm lại là mình ưu tiên cái vị trí của cái thâm hơn, và nhớ là phải thâm đen thì mình mới làm vậy được. Thế còn lại là cái biểu hiện bong á, bong các bạn kỳ, các bạn nhìn kỹ, các bạn soi gương kỹ và các bạn sờ thì các bạn sẽ thấy là nó bong bùn này, đấy gọi là bong bùn. Thì cái bong đó là điểm cuối lâm sàng là chuẩn. Chứ vậy các bạn bong là các bạn nhìn thấy cái mặt mình nó lột giống như kiểu là cái mày ngô ấy, thì nó không chưa chắc nó tốt, bởi vì như vậy nó hơi quá cái điểm cuối lâm sàng, nó thường nó hay gây tổn thương da. Rồi, ok, rồi xin chúc cho các bạn sẽ điều trị da thành công.